Rồi tiếp tục, đây là cũng là một cái điểm câu ở cái vườn mai này các bạn. Bạn thấy cái địa điểm này có đẹp không? Địa điểm này cá là rất là nhiều nha. Rồi, ở đây thì mình lại phát hiện ở cái chỗ này có lại có một cái bè bồng rồng nữa các bạn. Chỗ này bè bồng rồng nhiều thiệt quá. Để lại đây mình sẽ quay cái bè bồng rồng cho các bạn coi nha. Đây các bạn, ở đây nó lại có một cái bè bồng rồng nữa nha. Bè bồng rồng nó nằm ở chỗ này đó. To lên bạn. Đây các bạn thấy chưa? Đây là có một cái bè bồng rồng nữa các bạn. Bạn thấy cái địa điểm này có đẹp không? Đây, địa điểm này là cái đường câu rê các bạn. Đường này thì câu cực kỳ đẹp luôn nha. Đó. Câu tiếp tới cái đường dài rồi, đó không vậy? Đó. Địa điểm này quá đẹp nha. Đây, quay tiếp cái đường rộng rồi. Đường rộng đây, khi nãy giờ mình đi ở cái khúc này là mình thấy tới bốn cái bè bồng rồng nữa nha. Cái bè bồng rồng kia nó xa quá mình không quay được, bạn bè bồng rồng này nó đi vô gần bờ nè. À, địa điểm này quá đẹp luôn. Đấy, bồng rồng đó bạn. Đây, anh em nào có câu rê cá lóc ở địa điểm này liên hệ mình nha. Mình thì không biết câu rê các bạn ơi, mình chỉ vô tình đi ngang qua mình thấy nơi đây có cái bè bồng rồng thôi. Rồi, thấy video của mình hay nhớ cho mình một cái lượt đăng ký nha các bạn. Rồi, tạm biệt các bạn. Chào các bạn nha. Nay mùa lũ cũng sắp đến nữa các bạn ơi, cho nên là mùa lũ đến thì ở Long An mình với anh em nào mà đam mê về câu kéo thì mình sẽ tiến hành rê cá lóc thì rất là lý tưởng các bạn. Nay thì mình không có đi câu, mình sẽ quay chia sẻ cho các bạn một cái địa điểm mà rê cá lóc rất là lý tưởng nha. Vô tình đi ngang đây mình quan sát mình thấy ở cái địa điểm này nè, rất là đẹp các bạn ơi. Đó. Cái đường kinh này các bạn thấy nó kéo dài nữa nè. Chỗ này rê cá lóc rất là đẹp nha. Ở đây các bạn thấy gì không? Chỗ đây có cái bè bồng rồng các bạn. Đây các bạn, đây có một cái bè bồng rồng nha. Bè bồng rồng thì con nó bự xa quá mình không quay cận cảnh nữa các bạn. Chỗ này, địa điểm này ngoài việc rê cá lóc thì các bạn thấy là cắm câu cũng hiệu quả lắm nha. Chỗ này thì mình thấy là có cá lóc nè, với lại là cá thác lát. Các em nào đam mê câu cá thác lát thì liên hệ mình đến địa điểm này câu các bạn đó. Cá thác lát nó mới ọc ở chỗ này nè. Có cá thác lát nha các bạn. Cái bồng rồng nó di chuyển rồi tới bên đây các bạn. Địa điểm này thì rất là rộng nha các bạn. Đó, địa điểm này ở trong cái vườn người ta trồng mai này nè.
em nào mà muốn xuống cái địa điểm này mà câu cá lóc hoặc là câu thác lát thì liên hệ mình nha. Mình vô tình đi ngang đây thôi. Cái địa điểm này câu thoải mái, các bạn, người ta không có nuôi cái gì hết. Địa điểm này thì ở Thạnh Hóa của Long An nha. Rồi, chào tạm biệt anh em. Anh em nào mà thấy cái video của mình hay thì nhớ cho mình một cái lượt đăng ký nha. Đó, ở đây thì cá thì nhiều lắm các bạn. Rồi, thôi chào tạm biệt anh em.